Rồi, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Nay tiếp tục đi sang ông mọi người. Nay gặp ổ ong này khủng bố lắm. Đây là đây. Đây, ổ ong đây nha mọi người. Ổ ong kinh phải trưởng chưa? Đây cu su nha mọi người. Cu vật này bỏ cạo hết. Trời ơi là trời của ông. Quậy trưởng thiệt chứ. Rồi, giờ mình ra chuẩn bị đồ dứt nha mọi người. Rồi, ngồi xuống miếng đó. Rồi quay ạ. Dạ. Chỉ của ông rồi bên đây. Rồi hello mọi người rồi đây. Quay đi quay chưa chó rồi. Đệ tử tôi nó leo gai 1 phút 30 giây là đủ tiền phá ổ ong này. Ổ ong này chắc 3.000 con trên nha anh em. Nó nhỏ nhỏ chứ để người ta nghe người ta la chết. Mà chưa có quay mà nè quay rồi. 1 phút 30 giây nha con, bắt 3-4 ngàn con nha. Rồi kéo đồ vô, kéo đồ vô, chuẩn bị canh ngủ đi, chưa có mọi người. Kém à, kém à. Bình bình đi chó. Kém này nghe quá. Ở đây ra đây. Nè, bộ qua thầy trò bắt nha. 1 phút 30 giây bắt bao cũng là ngon ổ không nha. Ổ không dùng chất lượng chiều dài 1 mét mấy nha anh em. Không bự quá ta. Ở gần nè. Tay bắt mấy. Ở trường khủng bố không? Để thôi đi nha mọi người, đi nha, bắt đầu nó chuẩn bị nó ra đó.
Rồi, rõ ra nè mọi người. Kinh khủng. Có ông già sọc luôn. Nay đi đánh gà rừng mà gặp ông bắt luôn nè mọi người.